như quý Phật tử đó, nếu chúng ta không biết đến Phật Pháp, chúng ta chưa có hiểu gì cả, thì ắt hẳn ai cũng có thể nghĩ là chúng ta sinh ra trong cuộc đời này, chúng ta gặp nhau là do một cái sự tạo hóa, hoặc là do một cái định mệnh nghiệt ngã nào đó mà chúng ta phải gặp nhau. Nếu chúng ta chưa có hiểu gì về Phật Pháp hết, thì ắt hẳn ai trong mộ chúng ta cũng nghĩ như vậy, phải không? Phải, chúng ta nghĩ nôm na là chúng ta gặp nhau trong cuộc đời này là cái sự tạo hóa, hoặc là định mệnh nghiệt ngã khiến chúng ta phải gặp nhau. Rồi trong cái gặp gỡ đó, đôi khi vui cũng có, buồn cũng có, sân hận cũng có, oán ghét cũng có. Rồi đôi khi gặp nhau trong cái niềm vui thương tiếc, nhưng mà trong một khoảnh khắc, trong một thời gian ngắn ngủi nào đó, rồi phải chia lìa, làm cho chúng ta phải đau khổ bức bách. Đó là do gì? Chúng ta chưa có hiểu được lời của Đức Phật dạy. Phàm tất cả những gì chúng ta gặp nhau xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nó đều có lý do cả. Mà cái lý do để nó xảy ra, để chúng ta gặp nhau, để chúng ta đến với nhau, mình nói theo ngôn ngữ ở ngoài xã hội gọi là một cái lý do, nhưng ngôn ngữ ở nhà Phật gọi đó là nhân duyên. Nếu chúng ta không nắm rõ cái nhân duyên này thì chúng ta dễ sanh ra bất mãn, chán nản, bi quan, yếm thế trong cuộc sống. Nên chính vì vậy, Đức Phật thì hiện ra nơi đời là để chuyển hóa khổ đau bằng cách chỉ dạy cho chúng ta hiểu được cái nhân duyên mà chúng ta gặp nhau, đối đãi lẫn nhau, để từ đó chúng ta xua tan đi những cái bất mãn, chán nản, những cái đau khổ, những bi quan trong cuộc sống hàng ngày. Bước đầu chúng ta đi vào tìm hiểu cái nhân. Nhân ở đây, thường quý vị thấy một cái bánh đó, cái bánh lúc nào nó cũng có cái nhân, đúng không? Trước khi mình ăn cái bánh hoặc là mình muốn mua cái bánh đó, mình hỏi trong bánh này có nhân không? Phải không? Đó là cái đồ vật mà mình muốn sử dụng nó, mình muốn thưởng thức nó. Thì mình cũng muốn hiểu là trong cái đồ vật đó, cái mà mình đang muốn sở hữu nó, mình muốn sử dụng nó nữa nè, nó có cái nhân không? Nó có nguyên nhân không? Nếu chúng ta ăn cái bánh mà nó không có nhân á, chúng ta cảm nhận như thế nào? Hả? Không ngon hả? Không ngon. Đây là một mấu chốt thực tế trong cuộc sống, mà bởi vì khi chúng ta không hiểu đến Phật Pháp thì chúng ta chỉ ngộ nhận một cách rất là khôi hài, rất là đơn giản, bình thường. Có nghĩa là phàm một cái bánh mà nó là cục bột không á, nó không có nhân thì ăn vô nó vô duyên, nó lạc lẽo, mà nó dở dễ sợ. Như vậy thì chúng ta đó chỉ mà là mới là một cái bánh nhỏ thôi. Còn trong cuộc sống này, mỗi một con người chúng ta, nếu cái tâm của chúng ta mà ác á, ác nè, không có thiện, xấu nè, không có tốt,
cái tâm của chúng ta nghe, thì con người đó có dở không? Có dễ sợ không? Hả? Có không? Đó. Đây chính là mấu chốt, là vấn đề tương quan trong cuộc sống. Phải không? Khi chúng ta ăn mà nó qua ba tấc lưỡi thôi, cái lưỡi chúng ta chưa đến ba tấc, nhưng mà trong kinh nói là vì ba tấc lưỡi mà chúng ta phải tìm cầu miếng ăn ngon. Nó qua khỏi cái lưỡi này rồi, nó đi xuống khỏi cái cổ này rồi, vô trong bụng rồi, là nó ra nó thành cái chi chi đó, chứ nó không còn gì là trong thân này nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn mong cầu cái ngon, một chút xíu qua ba tấc lưỡi này thôi. Còn cuộc đời của một con người sống nó dài chứ, một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm. Mà nếu chúng ta bất thiện, à, chúng ta có lòng ác, chúng ta sống không tốt, không có đạo đức, không có lương tâm, thì con người đó nó thành xấu, thành dở, thành tệ trong xã hội này. Nhân được ví như là hạt giống. À, nếu hạt giống đó tốt, hạt giống đó là ngọt, thì nó sẽ nảy mầm, nó sẽ cho ra cây và kết trái ngọt. Hạt giống lành đấy. À, nhân chính là hạt giống, là cái bên trong, là cái nguyên nhân để làm nên một cái kết quả. Rõ ràng nhân khi cái hạt giống như chúng ta gieo xuống, à, rồi kết hợp với duyên, có nghĩa là các yếu tố tác hợp cho cái cây nó, cho cái hạt giống nó nảy mầm, gọi là duyên. Nhưng một lát nữa chúng ta sẽ đi cái phần duyên này sau. Mình đang nói cái nhân á, là yếu tố chính quan trọng để tạo thành cái quả. Như vậy con người chúng ta, cái gì làm nhân? Thưa quý vị, hả? Cái tâm làm nhân, phải không? Đúng không? Chính xác không? Chính xác thì vỗ tay yếu xìu vậy, vỗ mạnh lên á. Cái tâm là cái nhân chính để tạo thành một con người có lương tri, có thiện lành, có đạo đức thuần khiết. Như vậy khi cái hạt giống này là cái tâm của chúng ta, ai sinh ra mà không có tâm không? Hả? Có ai sinh ra mà không có tâm không? Không có tâm sao là con người? Hả? Cái tâm này ai cũng có. Cũng vậy. Để có cây và có quả thì đương nhiên nó phải có hạt giống là cái nhân chính của nó chứ. À, nhưng cái tâm này xấu hay tốt là do chính chúng ta làm chủ. Cái nhân chính của chúng ta mà. Để có cái kết quả chúng ta trở thành một con người lương thiện, một con người tốt, một con người đạo đức, hay một con người xấu ác, tâm chúng ta làm chủ, hạt nhân chính. Cái nhân là chính rồi đó, là chính yếu rồi đó. À, tại vì nếu một cái bánh mà chúng ta ăn cục nhân không, mà nó không có bột, nó không có vỏ, nó không có bên ngoài, ăn có ớn không? Có ngán không? Như vậy, đúng. Nếu mà có bột mà không có nhân thì nó không có ngon, nó cũng ớn. Mà có nhân mà không có bột, nó cũng ớn luôn. Cho nên chữ nhân nó không bao giờ nó đi một mình cả. Nó phải có duyên.
Nên nhà Phật ở đời mình gọi là lý do để tạo thành, thì nhà Phật gọi là nhân duyên để kết hợp. Không bao giờ chữ nhân nó đi một mình, và không bao giờ chữ duyên nó đi một mình cả. Phải là nhân duyên mới được. À, khi cục nhân nó còn nằm một cục nhân ở đây, người ta đâu gọi cái bánh. Nó phải kết hợp với bột, với nước, với này kia nọ, với cái người mà nhồi nặng ép bỏ vô khuôn thì nó mới ra cái bánh. Còn cục nhân không thì ta gọi cục nhân, cho ta đâu gọi cái bánh. Như vậy nhân nó phải có sự kết hợp của muôn duyên, nó mới thành tựu kết quả. Cho nên Đức Phật mới dạy sao? Không có một nhân nào mà đi đến kết quả cả. Nó phải phối hợp với duyên. Không một nhân nào mà thành kết quả. Như chúng ta nhìn thấy cái cây đây. Trong cái cây, bởi vậy Đức Phật mới dạy, trong cái cây nó có đủ càn khôn vũ trụ ở trong đó là sao? Đất, nước, gió, lửa, khí hậu, mặt trời, đầy đủ hết. Và con người ở trong đó nữa. Trong cây có con người là công sức, tưới tẩm, che chở. Khi cây nó còn non đó, phải làm lên một cái giàn như vậy để che mưa che nắng cho nó. Cho nên Đức Phật nói, trong một cái cây, trong một cái trái của mình ăn đó, trái cam, trái quýt, trái bom, trái lê, trái gì cũng vậy, trong một cái trái của mình ăn, Đức Phật nói có cả càn khôn vũ trụ trong đó và sức người trong đó. Mà cái nhân chính của nó, cái nhân chính chỉ là cái hạt giống mà thôi. Nó phải hội đủ nhân duyên kết hợp mới thành quả. Con người chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta có cái tâm là chính, mà chúng ta không có mắt, tai, mũi, lưỡi, không có cái thân này, thì chúng ta có hành động được không? Có hành động được không? Không. Như vậy nó phải có duyên. Nó phải có duyên, có nghĩa là từ khi trong bào thai á, ở trong kinh Vu Lan có nói đó, tháng đầu thai đậu tợ xương, một giọt máu đó chính là cái nhân đó. À, tháng đầu thai đậu tợ xương, qua đến tháng thứ tư, thứ năm đó, lúc đó mới là lục phụ ngũ tạng mới đầy đủ, mới có tóc, lông, răng, móng, bắt đầu các duyên phụ nó hợp lại. 9 tháng 10 ngày mới hình thành một con người nguyên vẹn. Như vậy, để trở thành một cái quả, để thành tựu một cái quả, nó phải được hội đủ nhân và duyên. Đó là chúng ta nói về cái nhân tốt. Như hạt cam thì nó cho ra trái cam. Tương tự, nếu đổi nghịch lại là hạt chanh, nó sẽ cho ra trái chanh. Giống chua, nó sẽ cho ra trái đắng và chát. Hạt giống ngọt, nó sẽ cho ra trái ngọt và thơm lạnh. Như vậy con người chúng ta cũng thế. Nếu tâm của chúng ta ác, bất thiện, nó sẽ cho ra con người hung dữ, độc ác. Còn tâm của chúng ta thuần khiết, lương thiện, nó sẽ cho ra một con người hiền lành, có nhân cách đạo đức. Đó, hãy nhân như thế nào, duyên như thế nào, nó ra quả như thế ấy. Ví dụ, một bà mẹ khi mang thai, thì từ lúc mang thai đó cho tới khi sinh đứa bé ra, cái người mẹ này ngày đêm đi chùa lễ Phật, tụng kinh cầu nguyện cho đứa con của mình nó được đầy đủ, khi sinh ra nó được thông minh, nó được dễ thương. À, như vậy người mẹ này đang gia tâm gia duyên cho cái đứa bé này, đang trợ duyên cho nó. Cái nhân thì nó đã tạo thai và nó thành hình rồi. Bây giờ trong suốt thời gian 9 tháng 10 ngày đó, người mẹ trợ duyên cho nó. À, bởi vì trong bào thai thì nó đâu có làm gì được.
Cho nên cái duyên nếu mà là duyên tốt thì nó duyên tốt thì nó sẽ tác hợp mạnh mẽ để ra một cái kết quả tốt. Ví dụ cái cây cũng vậy. À, sẵn đây cô kể quý vị nghe một câu chuyện. Có một người Phật tử đó mới đến bạch hỏi hòa thượng. Bạch hòa thượng, tại sao con người lại có người như thế này, người như thế kia? Người thì mập, người thì ốm, người thì đẹp, người thì xấu. Hòa thượng không trả lời gì cả. Hòa thượng đưa cho cái người Phật tử đó một nắm hạt giống và bảo là hãy đi lên trên một khoảng đất rộng để gieo trồng hạt giống đó xuống. Và chia ra hai bên, bên A, bên B. Hòa thượng dạy như thế này, một bên A mỗi ngày sáng tưới một lần, chiều tưới một lần. Bên B đừng có tưới để như vậy. Như vậy, qua một tháng sau, hạt giống ở bên A nó bắt đầu đâm chồi nảy lộc, nó bắt đầu vươn mình lên và nó ra cây, nó ra lá xanh tươi mơn mởn. À, còn cái hạt giống ở bên B nó bắt đầu nó mới lú lú mầm ra thôi, nhưng mầm của nó là những cái mầm mà khô cằn. Lúc này người Phật tử đó mới tỉnh ngộ. Mới tỉnh ngộ. Có nghĩa là chúng ta được đậu vào thai làm thân người, đó là cái nhân đời trước. Cái nhân đời trước. Rồi khi chúng ta ở trong bào thai, nó phải được hội đủ các yếu tố duyên lành, thì nó khi ra một con người, nó mới trưởng dưỡng cái duyên lành đó. Cái duyên lành đó nó mới lớn dần lên. Và nó có lớn mạnh hay không, cái duyên lành đó nó có được, nó có được gia vào cho cái con người đó hay không, chính là sự trợ duyên của những cái nhân duyên tốt lành ở xung quanh. Cũng như cái đám hạt giống A và đám hạt giống B vậy. Nếu chúng ta không có giúp duyên cho nó, không có hỗ trợ cho nó, thì nó sẽ cằn cõi, nó sẽ xấu xí. Đôi khi nó cũng lên cây đó, bởi vì nhờ chút ánh nắng mặt trời, nhờ chút khí hậu nó lên thôi. Nhưng mà cây nó sẽ èo ụt, lá nó sẽ nhăn nhó, cây nó sẽ sần sùi, nó không được bóng mượt, nó không được xanh tươi như cái đám hạt giống bên A đã được tưới tẩm. Đó là nguyên lý của nhân duyên trong cuộc đời. Ê, quý vị thấy, nếu chúng ta không có tác hợp cho một số cái duyên để nó thành tựu cái quả tốt, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là dài, cả một cuộc đời, một kiếp người nữa. Chưa kể khi chúng ta không có gia duyên cho những cái mầm mống nó đang sắp sửa nó chào đời đó, thì khi nó ra đời, cha mẹ là người gần gũi nhất, gia đình là người gần gũi nhất, mà không có nhân duyên tốt, không có cái duyên lành, duyên thiện, thì nó ra ngoài xã hội còn có cả muốn duyên xấu ác để đưa đến cho nó. À, nếu ở trong gia đình nó không được thâm nhập, cha mẹ không có trợ duyên cho nó, tác hợp cho nó bằng những điều lành, bằng những nhân cách đạo đức, khuyến khích cho nó đi chùa, cho nó học niệm Phật, cho nó biết nghe Pháp, cho nó quen, thì khi ra ngoài xã hội nó sẽ rất dễ thâm nhiễm những cái
những cái hư, cái xấu, cái vô đạo đức, cái mất nhân cách lương tri ở ngoài xã hội, nó thâm nhập rất là nhanh. Như vậy, chúng ta trợ duyên lành, duyên tốt cho nhau là để xua đi, để lấn áp đi những cái duyên bất thiện, những cái duyên xấu ác. Đó là chúng ta nói về cái xử lý của nhân duyên. Bây giờ chúng ta lại tìm hiểu thêm một cái góc độ là chúng ta đến với nhau trong cuộc đời này. Chúng ta gặp gỡ nhau trong cuộc đời này là vì một cái nhân duyên ràng buộc gì, một cái lý do gì. Chúng ta gặp nhau đây không phải là ngẫu nhiên, không phải là tự nhiên khi không mà có. Mà Đức Phật dạy nhân duyên để chúng ta đến với nhau trong cuộc đời này không ngoài bốn thứ. Một là đòi nợ, hai là trả nợ, ba là báo ân, bốn là báo oán. Đức Phật nói chỉ có duy nhất trong bốn điều này chúng ta mới lộn lui lộn tới, mới trở lên trở xuống để trả nợ, đòi nợ, báo ân và báo oán cho nhau cả. Nếu nhân duyên nặng, chúng ta sẽ gặp nhau trong thân bằng quyến thuộc. Trong thân bằng quyến thuộc là cha mẹ, vợ chồng, con cái. Đó là nhân duyên nặng đó. Nhân duyên mà nặng á, mà sâu á, nhiều đời nhiều kiếp á, thì chúng ta sẽ gặp nhau trong thân bằng quyến thuộc. Gần đó là thân bằng quyến thuộc, là ngày nào cũng gặp nhau. Nếu nhân duyên nhẹ, chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoài xã hội, với công việc, với bạn bè, với thầy tổ, với hàng xóm láng giềng. Đó là nhân duyên nhẹ. Nhân duyên sâu đậm thì chúng ta gặp nhau trong thân bằng quyến thuộc. Nếu kiếp trước vô tình chúng ta mắc nợ hai người, chúng ta lỡ người A mắc nợ người B quá nhiều. Nợ thì nhiều cái để nợ lắm. Nợ tình, nợ tiền, nợ ân tình, nợ tiền, nợ bằng một sự giúp đỡ, nợ bằng một lời hứa đời trước, thì chắc chắn đời này đến chúng ta sẽ làm con của người đó, làm con để trả nợ. Trả bằng cách nào? Đi làm lụng, làm đầu tắt mặt tối về để lo cho cha cho mẹ. Thậm chí không lấy chồng, không lấy vợ nữa, ở dậy để lo cho cha cho mẹ. Thì nếu như chúng ta không biết, chúng ta nhìn vào, chúng ta cứ nói nôm na rằng đứa con đó nó có hiếu, nó có hiếu với ba mẹ quá ha. Nhưng mà không phải. Góc độ có hiếu là góc độ phải toàn diện cả. Nhưng mà đứa con này nó chỉ lo làm để về nó trả nợ thôi, nó chỉ lo cho cha mẹ thôi. Nhưng chưa chắc cha mẹ nói nó nghe nha, chưa chắc nó nghe lời cha mẹ. Như vậy nó lên chỉ để nó trả nợ mà thôi, chưa chắc cha mẹ nói nó nghe. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta nói nè, tròn cái thằng đó, nó ăn chơi vậy đó, nó ngộ nghịch vậy đó, ba mẹ nó nói là nó cãi vậy đó, nhưng mà sao tôi thấy nó vẫn lo cho ba mẹ nó. Như vậy chứng tỏ nó lên để nó trả nợ. Còn cái đứa nó lên nó đòi nợ nè,
Cha mẹ nói cái gì nó nghe cái đó. Nói nó nghe, đi nó thưa về, nó trình biểu đâu, nó dạ dạ ừ vậy đó. Nhưng mà xin thưa, đúng, nó không lo làm ăn gì hết. Tối ngày nó chỉ xè tay ra, nó xin tiền ba mẹ thôi, nó đào của ba mẹ thôi, nó dạ dạ ừ ừ gật gật gù gù, nó ngoan ngoãn vậy đó. Nhưng mà nó sẽ làm cho ba mẹ tan gia bại sản luôn. Là cái đứa đó nó lên nó đòi nợ. Thứ nhất là trả nợ, thứ hai đòi nợ, thứ ba là báo ân. Bởi vì sao mà kết duyên sâu nặng để làm, phải làm thân bằng quyến thuộc. Bởi vì chỉ có làm thân bằng quyến thuộc, trong thân bằng quyến thuộc mới gần gũi nhau, mới có thể trả nợ và đòi nợ nhau hằng ngày trong cuộc sống. Báo ân có nghĩa là cái người đó họ lên làm thân bằng quyến thuộc, hoặc là làm cái người giúp việc, hoặc là làm cái người sống đỡ đần mình, kề vai sát cánh với mình. Báo ân có nghĩa là nó nhiều lắm, nó nhiều thứ lắm. Nếu nó làm con cái đó thì nó lên nó sẽ gánh vác cho mình, nó gánh vác công việc nặng nhọc cho mình, nó lên nó làm cho mình vui vẻ, nó làm cho mình hài lòng trong cuộc sống. Con cái đôi khi mình buồn, nó đến nó tâm sự, nó lắng nghe. Thì chỉ có con cái nó mới báo ân cha mẹ thôi. Nên nó phải tái sanh lên, nó phải làm trong thân bằng quyến thuộc. Còn cái đứa mà nó lên nó báo oán ngang, là nó báo oán suốt cuộc đời luôn. Đôi khi có người cha người mẹ nói như thế này: một là tôi chết cho nó rồi, hai là cho nó chết cho rồi, cho nó sống chi mà nó báo dữ vậy. Nhưng mà nó chưa có hết, chưa có hết ân oán với nhau sao chết được. Hoặc là đôi khi cha mẹ nói thôi tôi bỏ nhà tôi đi cho rồi, để đừng có nhìn mặt nhau nữa, đừng có nhìn cái đứa con mà nó báo oán, nó gây thù. Nhưng nếu chúng ta biết đạo lý của nhà Phật, biết Phật dạy không có gì ngoài bốn cái ân oán trả và đòi, thì chúng ta nên hoan hỷ. Nên hoan hỷ đón nhận. Bởi vì tất cả những cái đó là nhân và duyên chúng ta đã gieo kiếp trước. Tất cả những sự ân oán trả và đòi đều có nhân duyên của chúng ta gieo trồng kiếp trước cả. Quý vị thấy Bác Hồ nói làm sao? Vì lợi ích 10 năm trồng cây, nhưng trồng người thì tới 100 năm lận. Có nghĩa là cái nhân chúng ta gieo để tạo tác thành một con người qua cái kiếp sau đó, có thể là nhiều đời nhiều kiếp, nhiều năm nhiều tháng, thì cái quả nó mới tạo thành. Cái quả ngày nay chúng ta, cái quả ngày nay nó đến để nó trả nợ, hoặc nó đòi nợ, nó báo ân, nó báo oán, ngày nay mới tạo thành. Vì đời người 100 năm. Nhưng mà đôi khi chúng ta không sống tới 100 năm, nhiều khi chúng ta sanh ra có 10 năm chết, 20 năm chết.
À, như vậy trong 100 năm đó chúng ta có thể chia ra 3-4 kiếp người trong đó nữa. Thì nhiều đời nhiều kiếp trong đó, chúng ta đã gieo nhân, bây giờ quả nó đến thì chúng ta phải hoan hỷ đón nhận. Không thể nào chúng ta từ chối được cả. Có nợ là phải trả. Đó là nhân duyên. Chúng ta không thể nào chạy chối đi đâu được cả. Không thể trốn được. Sẵn đây cô kể quý vị nghe một câu chuyện. Duyên nợ trong tình yêu. Có một anh chàng nọ đi lên núi, buồn tình quá đi lên núi, khi gặp một ngôi chùa đó, đi vô thưa hỏi với hòa thượng. Bạch hòa thượng, con với cô con gái này, hai người rất là yêu thương nhau và hứa hẹn với nhau sống với nhau cho đến trọn đời mãn kiếp. Vậy mà trong thời gian quen biết nhau 2-3 năm gì đó, rất là yêu thương nhau, nghĩa là không có một cái vấn đề gì gọi là sức mẻ tình cảm ở đây cả. Nhưng rồi đùng một cái cô gái ấy đi lấy chồng. Cái anh chàng này mới bỏ ăn, bỏ ngủ, thất tình mà. Buồn quá, đòi sống, đòi chết với cha, với mẹ. Nói tụi con đang yêu thương nhau say đắm mà. Tự nhiên người ta đi lấy chồng không buồn sao được, không muốn chết sao được. Thì mới đi lên gặp thầy, gặp vị hòa thượng, mới kể hòa thượng nghe như vậy. Hòa thượng không nói gì cả. Hòa thượng ngồi lặng im một hồi. Lúc đó hòa thượng mới nói, bây giờ con đã bình tĩnh chưa? Nếu con bình tĩnh thì con lắng lòng nghe, thầy sẽ dẫn dụ cho con nghe. Ấy, lúc đó vị hòa thượng mới nói, cái cô gái thương con trong vòng 3 năm rồi bỏ con đi lấy chồng, cô gái này là kiếp trước chết, nằm ở ngoài đường, không có áo quần để mặc, chết mà không có áo quần mặc trên người. Bao nhiêu người đi ngang qua, đi ngang lại, cũng chỉ liếc mắt, ghé nhìn một cái rồi thôi. Nhưng con là người đem chiếc áo tới đắp cho cô gái đó. Mà con cũng chỉ đem chiếc áo tới con đắp cho cô gái đó thôi, rồi con bỏ đi. Có một người đàn ông khác tới ôm cái xác của cô gái đó đi chôn. Như vậy, cô gái đó chính là cô gái ngày hôm nay con yêu thương trong vòng 3 năm. Cái khoảng thời gian con yêu thương trong vòng 3 năm đó chính là cô gái ấy đến để trả nợ cho con vì một chiếc áo con đem đến đắp cho cô gái đó. Chưa hết, đừng có vỗ tay thêm lần nữa nè. Còn cái người chồng mà để cô gái đó phải bỏ con để đi lấy vợ, chính là người đàn ông vác xác cô gái đó đi chôn. Cái người đàn ông mà cô gái đó đến để mà trao gửi cuộc đời mình để nhận lấy làm chồng đó, thì cái người đàn ông đó là chính là người đàn ông ôm xác cô gái đó đi chôn. Vì đi chôn cất là cho cô gái đó một nắp mồ, một cái nhà để yên thân, nên cô gái này mới đến để trả nợ suốt đời, có nghĩa là về làm vợ người ta. Nói đến đây thì chàng thanh niên đó không còn đau khổ nữa, không còn khóc lóc nữa, không còn bức bách nữa. Đấy, duyên nợ đó. Nợ bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Đắp cái áo, nợ gì một chiếc áo thì trả theo một chiếc áo. Nợ gì một xác thân đem đi chôn thì trả theo một kiếp người. Ấy,
Đôi khi kiếp trước chúng ta là bạn bè với nhau thôi. Nhân duyên của kiếp trước chúng ta là bạn bè với nhau. Mà vì bạn bè thân thiết quá mà, rồi lo lắng cho nhau. Rồi khi cuối đời đó, hứa hẹn còn thương nhau quá mà hứa hẹn. Kiếp sau, bây giờ kiếp này tôi đi trước, bạn lo cho tôi quá mà tôi đã không còn sống để lo lại cho bạn, tôi đi trước. Nên kiếp sau sanh ra, tôi nguyện sống một đời để lo lại cho bạn. Như vậy kiếp này là bạn bè, nhưng kiếp sau sẽ thành vợ, thành chồng. Để lo lại cho nhau, để trả lại cái ân tình của kiếp trước. Chứ không phải tự nhiên khi không. Nếu tự nhiên khi không thì tại sao một người ở ngoài Bắc mà chạy vô trong Nam mà lấy chồng? Hả? Một người ở mũi Cà Mau là tận cùng đất nước lại chạy ra ngoài Thái Nguyên, ngoài Lạng Sơn, giáp ranh biên giới để lấy vợ. Đâu có ngẫu nhiên, đâu có sự ngẫu nhiên nào mà nó xa xôi trùng trùng điệp điệp như vậy. Đó là chưa kể trong nước Việt Nam mình đó. Nó ra tới nước ngoài nữa kìa. Nó nhân duyên như vậy đó. Nhưng mà bởi vì kiếp trước và kiếp này chúng ta không còn nhận ra nhau, nên chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đến với nhau là định mệnh. Nên nhạc sĩ gì đó, nhạc sĩ gì đó mới sáng tác ra cái bài gì đó: ôm ấp chi một định mình buồn. Nó không phải là định mệnh đâu, nên đừng có ôm ấp. Phàm cái gì nó đến với mình rồi nó đi, đến đi trong một kiếp người chỉ là nhân duyên mà thôi. Ôm ấp làm chi, vấn vương làm gì? Nên Đức Phật cũng có dạy đó: sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Có nghĩa phàm cái gì nó đến và nó đi đều có nhân duyên cả. Khi nó đến cũng đừng quá đón nhận, cũng đừng quá tiếp đãi nó nồng hậu. Rồi khi nó ra đi mình vấn vương, mình buồn bã, mình sầu đau, mình khổ não, mình chán nản. Không, mình thương đây, cái tình thương của Đức Phật dạy là khi nhân duyên đến mình cứ thương tất cả đồng loại chúng sanh vàng loài như nhau cả. Và khi nó đến mình khi nó đi mình cứ để tùy duyên cho nó ra đi, bởi vì nó đã hết duyên rồi. Cho nên con cái, vợ chồng, cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, khi đến thì tùy duyên đến, khi hết duyên thì vui vẻ sẵn sàng cho duyên nó ra đi. Có những người vợ đó, chồng nó đi ra ngoài, ta gọi là gì đó, mèo mỡ gì đó. Hả? Nó ra ngoài nó có mèo mỡ hay là có vợ lớn, vợ bé, vợ nhỏ, vợ hai, vợ ba, vợ tư gì đó. Mà nếu mình là người đi chùa học Phật nghe pháp, mình biết rồi ha. Mình buông luôn. Bởi vì sao? Chàng ơi, ổng sống với mình á, ổng ăn uống nhậu nhẹt, ổng chơi bời trác tán, mình mệt muốn chết luôn vậy á. Hôm rày mình cũng trông trông cho có người nào nó vớt đi cho xong cho rồi, đúng không? Cho nó khỏe chứ mắc mớ gì mà phải ngày đêm đi ghen, đi canh, đi giành, đi giựt chi cho nó mệt vậy. Nó hết rồi thì hết duyên rồi thì để cho nó đi.
lôi kéo nó về làm gì? Khi mà nó đã khởi lên cái mầm móng, nó đã ra ngoài rồi đó, nó đã có rồi đó, ha, là mình biết cái duyên mình nó tới đây, nó bắt đầu nó sắp sửa nó ra đi rồi đó, thì mình trả nợ nó tới đó thôi, còn nửa nợ còn lại người ai dớt thì để cho họ trả, phải không? Chứ mình níu kéo để làm gì? Cho nên chư tổ mới dạy vậy nè, nhân duyên kiếp trước trả xong chưa, trả đủ thì thôi, chớ trả thừa. Nếu mình ôm nó về là mình trả thừa nữa đó, mà mình trả thừa thì nó lại chồng qua kiếp sau nữa. Quý vị hiểu không? Hiểu không? Hiểu cái đoạn này không? Hả? Có nghĩa là mình trả tới đó thôi. Nếu mà nó đã có mầm móng nó bỏ đi là mình tới đó là mình hết rồi đó. Còn mình ôm nó về mình ganh, mình đi ghen đó ha. Mình đi ôm nó về, mình đi đánh đập, đi tạt axit, đi làm đủ thứ để mình ôm nó về đó, là mình trả bù cho nó, mình trả dư thừa cho nó. Thì đương nhiên nó trả dư thừa thì nó nợ thì qua kiếp sau nó lên nó gặp nữa. Cho nên Đức Phật nói ân oán vay trả, trả vay mà chúng ta cứ lộn lên lộn xuống trong trầm luân đau khổ là vậy. Người học Phật chúng ta phải biết, người nghe Pháp chúng ta phải hiểu. Lời Phật dạy chúng ta đừng trầm luân trong đau khổ nữa, đừng dây dưa nữa trong một kiếp người. Nó hết rồi thì thôi. Con cái của mình cũng vậy. Nếu trong một gia đình cha mẹ chỉ có một đứa con thôi, nhưng mà khi sinh ra nó lớn lên nhất quyết nó đòi đi vô chùa nó tu, vậy mà khóc lóc năn nỉ ỉ ôi đủ thứ hết trơn. Thôi con ơi, cha mẹ có một mình con rồi, con đi ai nối dõi tông đường, ai có vợ ai sinh con đẻ cháu, ôi tôi đủ thứ hết trơn. Nhưng mình là người học Phật, mình phải biết nó chỉ là nhân duyên một chút xíu trong kiếp trước, nó mượn chỗ để nó ra thôi, và nó trả nợ cho mình, nó có ân với mình, nó có nợ với mình, nó trả trong vòng 10 năm, 20 năm thôi. Rồi lớn lên nó theo với cái thiện duyên của nó đi vô chùa, nó xuất gia, nó làm một thầy tu hay làm một ni cô, đó là cái thiện duyên của nó. Mình phải trợ duyên cho nó mới là phải. Đó là duyên tốt mà, còn hơn để nó ở ngoài đời, nó lấy dầm con vợ, sau này nó về làm dâu mình mà nó không vừa ý, nó không hài lòng mình, phải mình khổ dài dài không? Phải không? Hoặc là nó làm con gái thì nó lớn lên nó gặp phải một người chồng mà tối ngày cứ say sưa rượu chè, cứ đánh đập nó, mình phải mình khổ theo nó không? Ấy. Vậy mà mình không nhìn xa trông rộng với cái nhân duyên của mình, với cái thiện duyên, với cái duyên lành, cái nhân tốt, chính là nó đã phát tâm đi tu thì mình phải gia duyên tốt cho nó, mình phải đẩy duyên cho nó để nhân duyên nó hợp lại, nó thù thắng, để sau này nó mới có một cái quả tốt. Là một con người xuất gia, là một sư cô hay một vị thầy, đó là một cái quả tốt mà trời người đều cung kính. Tại sao mình ngăn cản, mình không cho? Rồi bây giờ khi nó ra giữa xã hội, giữa chợ đời, nó là một con người bình thường. Cho dù có giàu sang đi chăng nữa thì cũng chỉ là một con người bình thường. Có của thì người ta mới tới, không có của thì người ta đi. Có giàu có thì người ta mới làm bạn bè, mới tôn vinh. Không có giàu có thì mình chỉ là một góc nhỏ. E ra chỉ là một con người, chỉ là sống lây lất trong cuộc sống cho qua ngày mà thôi. Ấy. Vậy mà khi nhân duyên, khi nhân nó tên, nó tới, nó chín mùi rồi mà chúng ta không đẩy duyên cho nó. Vậy chẳng khác nào mình trồng cây, mình gieo cái hạt giống xuống, khi nó đang nảy mầm, nó đang vươn lên thì mình lại không gia tâm vung phân và bỏ nước, thì dễ gì mà cây nó đơm hoa, nó kết trái, nó thành tựu cái quả. Ấy, nhân duyên trong một kiếp người Đức Phật dạy là như thế. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta gặp nhau trong cuộc đời này. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta làm vợ, làm chồng. Phật dạy vợ chồng là duyên nợ trăm năm.
Nhưng nếu có được thiện duyên, được kết duyên lành để chúng ta cùng sống với nhau, cùng làm lợi ích cho gia đình, cho xã hội, cho cộng đồng, thì chúng ta giữ duyên đó. Còn nếu cái nhân duyên mà nó không có được trùng phùng với nhau, không có được trăm năm răng long đầu bạc, thì chúng ta không cưỡng cầu, không giữ lại. Cái gì mà cưỡng cầu, bức bách, ép buộc, thì cái quả nó không có ngọt ngon, nó không có tốt lành. Trái cây chưa chín mà hái càng thì ăn không được. Người không đến mà cưỡng cầu đến thì người đó sau này sử dụng không được. Người đã đi mà cưỡng cầu ở lại thì người đó, cho dù có ở lại với mình bằng cái thân nhưng cái tâm cũng không tốt. Lại nữa, Đức Phật dạy, khi chúng ta sống, chúng ta không có trợ duyên cho những cái trợ duyên để cho cái nhân á, nó vươn lên, nó trưởng thành, nó tốt đẹp. Đã không trợ duyên cho nó thành tựu quả tốt lành, đẹp đẽ, mà chúng ta lại còn hao tổn. Chúng ta còn gây thêm những cái nhân ác, những cái duyên xấu, thì khi phước hết, đức cạn, họa nó sẽ tới. Có nghĩa là nếu chúng ta không hiểu được lý nhân duyên sâu xa, thì nếu chúng ta sanh ra trong một gia đình giàu có, đầy đủ điều kiện để sống, chúng ta nghĩ rằng đó là định mệnh, đó là tạo hóa. Chúng ta sinh ra trong một gia đình giàu có, rồi chúng ta cứ mặc sức mà an hưởng, cứ mặc sức mà buông lung, cứ mặc sức mà cờ bạc rượu chè, ăn chơi trác táng, cứ bỏ thời gian vào những cuộc vui. Ta gọi là những con người quăng tiền qua cửa sổ. Rồi thì sao? Đồng ý chúng ta sinh ra trong một nhà, trong một gia đình giàu có, đó là phước đức của đời trước. Là phước đức của đời trước, đời nay chúng ta đang hưởng nhờ mà thôi. Đang hưởng nhờ đời trước thôi. Như vậy đời nay chúng ta sinh ra, đó là ân đức của đời trước. Mà chúng ta không gia duyên, không giữ cái duyên của cái phước đức đời trước đó, vô tình đây chúng ta tiêu xài 10 năm, 20 năm của cải, nó đi theo với phước đức của mình. Khi trải qua 10 năm, 20 năm đó, phước hết, đức cạn, thì họa nó sẽ tới. Phải không? Phải không? Phải họa tới không? Rõ ràng thôi. Ta nói ăn ở không núi vàng cũng lỡ. Nếu chúng ta không làm gì, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có của để thừa hưởng rồi. Không làm gì cả, không gia duyên để giữ, đó là cái duyên, đó là cái nhân tốt. Mà chúng ta không trợ duyên để giữ cái nhân tốt đó, thì một ngày nào đây chúng ta xài hết cái nhân đó trong trong kiếp trước, thì nhân phước đức nó hết luôn. Tại vì mình đâu có gia duyên để mình giữ nó lại. Khi nó hết là nó cạn tàu ráo máng luôn, nó hết sạch sành sanh. Cho nên có những người, mình thấy có những gia đình đang giàu đó, bỗng chốc lại trở thành phá sản. Nó một giờ như mây khói. Ấy là chúng ta không gia duyên để giữ. Rõ ràng thôi. Bây giờ cái cây cam chúng ta trồng lên, nó có được một mùa để chúng ta gặt rồi. Chúng ta gặt cái trái cam đó rồi. Khi chúng ta gặt xong cái trái cam đó, chúng ta lại bỏ nó hoang phế, bỏ nó tàn tạ. Chúng ta không có chăm sóc, không có bắt sâu, không có chạy lá, không có vung phân bón nước nữa, thì mùa sau có trái cam cho chúng ta gặt không?
Có không? Không, chắc chắn là không. Rõ ràng. Hạt lúa giống nha. Cái gì ở ngoài đời nghe tôi nói bán lúa giống không? Ở ngoài đời á, ta hay nói với nhau là bán lúa giống đó. Thì chúng ta, người học Phật chúng ta cũng vậy. Bán lúa giống có nghĩa là khi chúng ta ăn đó, khi chúng ta sinh sống đó, chúng ta phải chừa lại. Thì phước đức của chúng ta cũng vậy, khi chúng ta xài chúng ta phải chừa lại một ít để trữ, để dự trữ. Phàm khi có hữu sự mới đem ra xài. Còn cái này bình thường chúng ta xài mà xài thấm qua luôn, thấm lỗ vô luôn, lúa giống mà đem đi bán. Thì mùa sau, sau khi gặt còn lúa giống để chúng ta ươm mầm nữa không? Còn không? Không. Gọi là hết mà, hết trơn hết trọi luôn á. Thì phước đức của chúng ta cũng vậy. Phước đức của đời trước chúng ta để lại 10 phần. Đời trước, đời này chúng ta hưởng lại được 5 phần. Vậy mà chúng ta xài nó âm qua, chúng ta xài qua tới 7 phần, 8 phần luôn. Thì nó cạn kiệt luôn, nó hết luôn. Tới khi họa tới, chúng ta không còn phước đức để bù lỗ. Không có dớn dáng được cái gì hết trơn. Đấy. Nhân duyên phước đức của nhà Phật là nó như vậy. Nên khi chúng ta có một cái nhân tốt, chúng ta biết được chúng ta sinh ra trong đời này, nếu chúng ta là người con Phật, nếu giàu thì chúng ta nghĩ, à chúng ta chắc có lẽ chúng ta có nhân duyên phước đức của kiếp trước, trên đời này chúng ta mới sinh ra trong một gia đình có chút xíu của cải, giàu có. Như vậy kể từ đây chúng ta phải tích lũy nữa, chúng ta phải bòn nữa. Để chi? Để cái phước đức và cái nhân duyên đó nó được tăng trưởng, tăng trưởng, nó bồi thêm lên qua đời sau, đời sau nữa. Đó là nói về cảnh thuận. Còn nói về cái nhân duyên nghịch là đời này chúng ta sinh ra trong một gia đình khó khăn, cơ nhỡ. Như vậy nếu chúng ta là người học Phật, biết đạo lý, chúng ta phải xét. À, chắc có lẽ đời trước chúng ta không có tu nhân tích đức, nên đời này chúng ta mới sanh ra làm một con người. Về phương diện hình thức, chúng ta là người xấu nè, không có được đẹp đẽ nè, không có được to cao nè, không có được dung mạo là khôi ngô tuấn tú nè, rồi lại nghèo khổ nữa, bần cùng thiếu thốn nữa. Như vậy chúng ta phải hiểu, đã là đời trước chúng ta không có thì đời này chúng ta phải gieo. Phải gieo nhiều hơn nữa, có nghĩa là chúng ta phải biết, nếu chúng ta đã nghèo khổ thì chúng ta phải an ủi. Không giúp đỡ bằng của cải vật chất thì giúp đỡ bằng tinh thần, bằng lời nói, bằng việc làm. Hoặc là chúng ta phải đi chùa, phải lạy Phật, phải sám hối, phải gieo cái duyên tốt thật là nhiều để bù đắp lại cái nhân xấu ngày trước. Như vậy, nếu chúng ta là con nhà Phật, đời này dù giàu hay nghèo, dù đẹp hay xấu, chúng ta phải tạo nhân duyên và phước đức trong đời này cho nhiều hơn nữa. Như vậy nó mới có qua đời sau. Cho nên Đức Phật mới dạy, trong nhân có quả, trong quả có nhân. Quả của đời này là có nhân của đời trước, có nhân duyên của đời trước. Và nhân duyên của đời này, nó sẽ có quả của đời sau. Nên Đức Phật dạy, xét quả thì tìm nhân, xét nhân thì có quả. Không có cái gì trong cuộc đời này nó đến với mình mà tự nhiên khi không cả.
không có tự nhiên khi không. Như ở trong Phật tử đạo tràng Phước Thiện nè, hôm trước có một cô Phật tử đó, có một đứa con dâu mang thai, rồi không biết nguyên nhân và lý do gì, khi thai bào thai tới 6 tháng đi siêu âm thì bác sĩ mới kết luận như thế này: đứa con này không thể sinh ra được, bởi vì nó dị tật bẩm sinh, sinh ra rồi nó cũng chết, thôi thì đừng cứ sinh ra. Nhưng mà bác sĩ không dám nói cho người mẹ khi mang thai biết, mà phải nói cho người nhà biết. Mà nói cho người nhà biết thì cái cô Phật tử này, cô mới lên gặp cô, cô mới thưa chuyện với cô. Cô nói: sư cô ơi, bây giờ con đang gặp một cái hoàn cảnh như vậy đó, sư cô cho con một lời khuyên. Cô mới nói, mà cái cô Phật tử này là Phật tử thuần thành đó nha, chuyên lòng niệm Phật. Nên cô mới nói, đó là y khoa, là bác sĩ trong ngành, nên người ta chẩn đoán và người ta nói theo cái nguyên lý của ngành nghề bác sĩ. Còn chúng ta là con nhà Phật, chúng ta phải xét nhân duyên, phước đức và nghiệp báo của đứa bé đó, và cả người mẹ khi mang thai nữa. Nên bây giờ chỉ còn cách là nhờ Phật gia hộ thôi. Bây giờ mình con nhà Phật, mình mới tin Phật chứ. Và mình tin cái lý nhân duyên, cái lý nhân quả của nó. Thì cô mới nói, bây giờ cô về, cô trì chú Đại Bi. Trì càng nhiều càng tốt. Và mỗi lần trì chú Đại Bi, cô phải đối trước tượng Quan Âm. Cô trì chú và cô để một cái ly nước trước tượng Quan Âm. Khi cô trì chú xong, cô cho cái người mẹ đó uống giùm cô. Làm như vậy suốt một tháng. Thì tháng sau là tháng thứ bảy, khi người mẹ này đi siêu âm lại, bác sĩ sững sờ luôn. Bác sĩ là sợ luôn á. Sợ gì? Cái sự chẩn đoán cách trước đây một tháng của mình là mình chẩn đoán sai. Sau khi một tháng đi siêu âm, đứa trẻ đó nó bình thường trở lại. Quý vị thấy, thứ nhất là Phật Pháp nhiệm màu, thứ hai là nhân duyên và phước đức nó có chứ không phải không. Do gì cái đứa bé này nó vốn dĩ nó đã thiếu phước đức nhân duyên rồi, mà người mẹ lại không gia tâm cho nó nữa. Thấy chưa? Nếu chúng ta không tìm hiểu nhân duyên, phước đức và quả báo, không xét quả tìm nhân, không xét nhân để thấy quả, thì chúng ta bỏ mất một mầm sống rồi. Đấy, chúng ta bỏ mất một mầm sống khi còn trong thai nhi, trong bụng mẹ. Nó có thể cứu vãn được bằng phước đức nhân duyên, bằng những cái duyên lành, duyên tốt mà chúng ta gia tâm cho nó thật nhiều. Cũng vậy. Nếu cái cây chúng ta trồng mà vô tình đây đó, vô tình đây chúng ta vì lận đận, vì công việc ở bên ngoài quá nhiều, cái cây chúng ta trồng ở trong nhà đấy, mà đôi khi một ngày chúng ta sáng ra rồi đi làm, tối về mệt mỏi, không chăm sóc, không tưới nước cho nó, không tưới tẩm cho nó, nắng lâu ngày quá nó héo. Mà khi cái cây nó héo đó ha, khi cây nó héo rồi, chúng ta nghĩ rằng chắc nó chết rồi, thôi bỏ luôn. Nhưng không, chúng ta phải tìm hiểu, chúng ta phải nhìn cho nó tận cùng, nó sâu xa trong đó. Cái héo là nó chỉ mới cái lá ở bên ngoài thôi, cái thân cây và cái rễ cây tận cùng bên trong nó vẫn còn mầm sống. Như vậy chúng ta phải nhanh, phải kịp thời, phải tưới nước cho nó.
Bây giờ thay vì trước đây chúng ta tưới một ngày một lần, bây giờ chúng ta phải tưới một ngày ba lần, phải tưới gấp ba lần như thế. Thì qua 10 ngày sau, nửa tháng sau, cái cây đó nó xanh tươi trở lại. Phải đúng như vậy không? Phải đúng như vậy không? Cho nên chúng ta đừng tưởng rằng nó đã chết. Nó chết là vì chúng ta đó. Vì chúng ta không có trợ duyên cho nó. Bổn phận của cái cây, cái rễ của cái cây, bổn phận của nó là nó hút nhựa, nó hút nước để nó đem lên nó nuôi cây. Nhưng mà nếu chúng ta không tưới nước vào, lấy gì có để nó hút? Như vậy một mầm sống trong bào thai, nó đang còn non yếu ở trong bào thai, thì nó phải nhờ sự gia duyên ở bên ngoài. Nó đâu có thể nào nó tự nuôi nuôi lớn đâu. Nó đâu có thể nào nó tự bảo bọc nó. Cho nên người mẹ và những người xung quanh mình phải gia duyên cho nó. Quý vị thấy không? Nếu vô tình đấy mà chúng ta không phải là con nhà Phật, và trong giờ phút đó chúng ta tin theo lời dự đoán của bác sĩ, thì vô tình chúng ta giết đi một mầm sống. Trong cái bài giảng ngày hôm nay, cô nhắc nhở và trọng tâm đưa đến cho quý vị phải nắm rõ nhân duyên phước đức của một kiếp người để chúng ta đưa nó ra một cái kết quả tốt. Bất cứ nhân duyên thuận hay nghịch gì đến với chúng ta cũng phải suy xét. Đến thì chúng ta hay rằng nó đến, trong thời gian hiện tại nó đang còn, nó đang đến và đang còn ở lại với chúng ta bằng một cái nhân duyên nào đó tốt hay xấu, thì chúng ta cũng đều hoan hỷ để đón nhận nó đến cả. Trong một nhân duyên nào đó dù dài hay ngắn, đó là do một cái nhân của đời trước chúng ta đã gieo, thì nó đến với mình trong một thời gian dài hay ngắn, không có nhất định. Thì chúng ta hãy sống cho nó tốt, nó lành khi nó còn hiện hữu xung quanh ta. Đó là tùy duyên đến. Còn khi nó hết duyên rồi nó đi, thì chúng ta cũng hoan hỷ để cho nó ra đi. Có nghĩa là tùy duyên đi, không nắm giữ mà cũng không cản trở. Phàm tất cả những cái gì nó có nguyên nhân cả. Nhân là nguyên nhân. Còn nó đến lâu hay là nó đến như thế nào, nó tốt hay nó xấu trong cuộc đời này là do duyên. Để tạo thành một cái quả, một con người tốt không phải ngẫu nhiên tự nhiên sinh ra, mà con người đó tốt hay là xấu. Không phải tự nhiên sinh ra mà con người đó tốt hay xấu. Rồi không phải tự nhiên một cái cuộc gặp gỡ đó mà nó tốt hay nó xấu. Do nhân và duyên hợp lại mà thành cả. Cũng vậy, chúng ta ngày hôm nay chúng ta gặp nhau đây, trong đạo tràng này, trong pháp hội này, chính là cái nhân chúng ta đã gieo, cái duyên chúng ta đã bồi đắp vào đó. Cái nhân là chúng ta nghĩ chúng ta muốn trở thành một con người tốt. Chúng ta muốn trở thành một con người có đạo đức, có lương tâm, nên chúng ta đi đến chùa, nên ngày hôm nay chúng ta mới gặp nhau. Rồi cái duyên có nghĩa là chúng ta gia cái duyên lành mà cắt bớt những cái duyên ràng buộc xấu ác ở bên ngoài. Chúng ta bỏ bớt những cái duyên thôi, thì ngày hôm nay vợ chồng con cái, ông bà cha mẹ cháu chắc gì đó, nó hẹn mình ngày hôm nay, nó mời mình đi ăn một bữa cơm, hay mời mình đi ăn đám giỗ, hay mời mình đi ăn thôi nôi đầy tháng gì á, mình bỏ hết những cái duyên xấu đó.
mình đi tới chùa là duyên tốt, thì nó hội đủ cả cái nhân và cái duyên đó. Hôm nay chúng ta mới gặp nhau tại đây là cái quả. Cái quả để chúng ta ngồi lại tại đây để gặp nhau là nó hội đủ cái nhân và cái duyên tốt. Đấy. Nên cái bài pháp ngày hôm nay cô chia sẻ cho quý vị nhằm cho quý vị tìm hiểu rõ, tìm hiểu rõ nguyên nhân và duyên cớ do đâu mà chúng ta gặp nhau trong cuộc đời này, trong một kiếp người, để khi chúng ta biết được rồi, chúng ta không còn chán nản, buồn phiền, bi quan, yếm thế trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều đón nhận cả. Mà để đúc kết lại, ác hẳn nó như thế này: phàm cái gì đến là nó sẽ đi, phải không? Phải không? Không bao giờ nó ở lại trong ta, dù ngắn hay dài, nó đến rồi nó cũng sẽ đi. Nên chúng ta cứ mặc nhiên mà đón nhận, không có phải sợ hãi gì cả, không có phải lo rầu gì cả. Nó đến rồi nó sẽ đi, nhưng nó đến lâu hay mau, dài hay ngắn, đó là do duyên của chúng ta muốn giữ hay không muốn giữ mà thôi. Cái gì nó đến rồi nó cũng sẽ đi cả, bởi vì nó sẽ theo thời gian và nó sẽ theo nhân duyên của kiếp trước. Nếu chúng ta nợ nhiều thì nó đến lâu, chúng ta nợ ít ít thì nó đến mau, vậy thôi. Hàng. Sau khi nghe cái bài pháp nhân duyên của một kiếp người này rồi, cái gì đến mình hoan hỷ đón nhận nha. Đừng có xua đuổi, cũng đừng có buồn phiền, cũng đừng có ích kỷ, cũng đừng có hờn giận. Tại vì nếu mà mình đã, cái nhân mình đã gieo rồi mà bây giờ nó đến mà mình oán hận thì nó sanh ra đời sau nữa. Nợ mà người ta tới đòi mà mình không trả thì nó nợ nó lần khân, nó dần già, nó qua thêm kiếp sau rồi kiếp sau nữa. Ha. Cho nên chư Phật với chư Tổ mới nói làm sao: đã mang cái nợ lần khân ha, thì kiếp này không trả, kiếp sau cũng phải trả, đừng có lần hồi dần. Mà kiếp này không trả, kiếp sau phải trả gấp đôi, gấp ba nha quý vị. Tại vì nợ thì nó sanh ra lời. Mà kiếp này không trả vốn thì kiếp sau trả lời, trả cả vốn lẫn lời luôn, không có chạy chối đi đâu được hết trơn. Thì cái thời pháp thoại của chúng ta hôm nay cũng tạm dừng lại đây. Mong rằng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng hiện diện ngày hôm nay, khi chúng ta nghe qua cái sự chia sẻ những cái lời của Phật dạy để lại nhân duyên trong mỗi kiếp người, thì chúng ta biết để chúng ta lấy đó chúng ta sống và bồi đắp và gieo trồng nhân duyên phước đức trong cuộc sống hiện tại, khi chúng ta còn sống bây giờ cho đến lúc cuối cuộc đời của chúng ta, để khi cuối của cuộc đời chúng ta còn được một cái nhân duyên phước báu để chúng ta đem qua cho đời sau. Và trước khi dứt lời, cô cũng kính chúc toàn thể quý Phật tử luôn có được một sức khỏe, một cái thân cho nó kiện, cho nó tráng kiện, để chúng ta còn đón nhận được những khóa tu kế tiếp. Chúng ta còn được sức khỏe để đến dự và đón nhận được những cái lời Phật pháp của Đức Phật để lại. Thứ hai nữa, chúng ta luôn giữ gìn cái đạo tâm của mình cho nó được kiên cố. Cái đạo tâm là cái tâm thiện, tâm lành, để chúng ta bất cứ chúng ta sống ở nơi nào, đi đâu và ở đâu, chúng ta cũng đem cái nhân duyên
phước đức thiện lành để chúng ta đối đãi với những con người xung quanh, để sau này chúng ta có được một cái quả ngọt ngon và thơm lành trong những kiếp kế tiếp. Nam mô A Di Đà Phật.